xe gì hai bánh, đạp chạy bon bon, chuồng kêu kính con, đứng yên thì đỗ. Đố các em biết là xe gì? Đúng rồi, đó là chiếc xe đạp. Các em cùng Su Su đọc bài thơ xe đạp các em nhé. Xe đạp. Xe đạp thân thiết, qua khe, qua suối. Xe đạp chở người, dù xa dù vội. Chở hàng, chở củi, có xe, có xe. Mình cùng đọc lại một lần nữa nào. Xe đạp. Xe đạp thân thiết, qua khe, qua suối. Xe đạp chở người, dù xa dù vội. Chở hàng, chở củi, có xe, có xe. Hằng ngày, các em có đạp xe đạp không? Các bác nông dân thường dùng xe đạp để chở hàng, chở củi đấy các em ạ. Xe đạp là người bạn thân thiết của mỗi người phải không nào? Các em nhớ ôn lại bài thơ và đọc cho gia đình mình nghe nhé. Chào các em! Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé!